Băng Mũ Rơm là một băng hải tặc lạ lùng. Một băng hải tặc vô sản, không đi theo phong cách cướp bóc tài sản như hải tặc thông thường. Băng Mũ Rơm còn thường xuyên giúp đỡ những kẻ yếu thế, giải thoát họ khỏi ách thống trị tàn độc của những tên độc tài hay những băng hải tặc khét tiếng. Vì vậy, Băng Mũ Rơm rất được yêu quý tại những nơi họ đi qua. Rất nhiều người vì ái mộ đã sẵn lòng kết đồng minh, sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp nguy hiểm. Nhiều nơi, người dân còn đồng lòng bảo vệ họ khỏi sự truy đuổi của hải quân để báo đáp ân tình. Hai, băng hải tặc có văn hóa ngổ ngáo. Băng Mũ Rơm có thể tấu hài mọi lúc mọi nơi. Họ chỉ nghiêm túc những lúc chiến đấu thực sự. Khi lần đầu hợp tác, Lò đã rất sốc vì văn hóa nhồi nhão này. 3. Băng hải tặc bình đẳng. Với các thuyền hải tặc khác, thuyền trưởng là người thét ra lửa và các thuyền viên run sợ phục tùng. Còn với Băng Mũ Rơm, với độ ngáo đá số 1 của mình, thuyền trưởng luôn là nơi các thuyền viên chút những cú đấm, cú đá để kính trọng, yêu thương. Tuy vậy, nhưng trong các thành viên Băng Mũ Rơm luôn có một niềm tin sắt đá rằng một ngày nào đó, nhất định thuyền trưởng của họ sẽ trở thành vua hải tặc vĩ đại.